sở đặc cha tinh lại bà mẹ bên ông mời bên ông bứng le chương trình quang tay khổng đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên cuồng chương trình mưa nì hôm mi bưng bay tèm sương lặng tuổi càn lan nóm xã Thành An bánh khay ngân lang kín nằm chứ hót bó lang đi hùng dần rú ha bài trẻ vẽ sở bón năm kín tin rú ngọn tô quam trên lang mây biển ỏng phăng mang ngọn tô tổ tắc kè cuồng thảm đản cánh tổ chàng nhi cáp bá khai ni mây biển ỏng bom cằn bứng le chương trình chương biển ỏng hạc sường chứ chằm ngườn lang kỳ nằm chứ họt bỏ khỏng dần mương hâu bưng bì cài ma tuổi càn lan nóm xã Thành An huyện Điện Biên có bến khay hùa chờ ba tuân uẩn còn tình nguyện cuồng chu viện dệt tóc cồng bằng nghĩa mỏi viện dệt mỏi cổng trình phân viện nằn có hôm phân vào khườn luông chứ ờn cổng khun các chu ảnh hung liệt sĩ chu thường bình chu hươn chính sách côn mi cổng các bản mương rú nằng cuồng phòng cắp ngườn lang kín nằm chứ họt bỏ kín mạ ngắm họt phủ bộ cò chúc mừng bốn sường chiếc xếp hà pì mười thường bình liệt sĩ bàn chấp hành đoàn xã Thành An có tọp hôm nếu chưa trùng mú đoàn viên thành niên chôm hạp cửa đầy lang đì vịa tóc cồng bằng nghĩa cắp lại vịa dệt tranh thí tua quàng xương phèo tòn càng khuống luông tang nhôm bảy tải hường sườn bốn chú ảnh hung liệt sĩ tròi dừa chú hươn chính sách côn mi cồng cắp cách mang dệt nhà xuân sảng tăm hơn rào nếu chưa cài hà xếp đoàn viên thành niên chôm hạp lồng cài chu viện dệt xếp tạm bánh khay ngân lang kín nằm chứ họt bỏ có hôm phân làm đủ đì xưa đơi kín rú côn mi cồng cắp cách mang cánh chu hươn thường bình liệt sĩ cài nằn tùm pua luông hạc banh bản mương hùa chở cách mang hở đoàn viên thành niên cuồng phòng tòi ý ca thị trâm bí thư đoàn xã Thành An men lan nóm mơ nì bồn mày ý đầy kìm rú cuồng nham bản mương yền han tư tàng ha và vầy mi đầy xương mơ nì bản mương hâu dần bay hâu đầy tốc xỉa báu chắc to đầu đụ lượt lan nóng mơ nì lưng tày hưởng tiên sườn bốn chứ chằm cổng khun khổng chu ảnh hung lay mò hàn cả hở bản mương mưa năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ ở xung khỏi đoàn xã Thanh An cử phát động hoạt động các đoàn viên thanh niên ở dưới các bản để thăm hỏi giúp đỡ các gia đình chính sách hơn mi ơn mi cổng cấp hơn nước cấp bản cấp mương mất khỏi cửa tuyên truyền ở đoàn viên thanh niên để cố gắng phát huy bất cứ 2-3 bườn chết thôi mà tất cả các bườn đều quan tâm giúp đỡ họ là cũng gia đình có công việc cách mạng cũng gia đình khó khăn chứ cũng hơn là mi hàng cần giúp đỡ để có thể là báo của đoàn xã hoặc có thể trực tiếp giúp đỡ họ hoặc phương nhân có công qua cái hoạt động của tháng 7 này thì dưới sự chỉ đạo của bí thư đoàn xã cuồng vịa dệt bườn chết hàng pì đẩy luông uẩn pa khỏng bàn chấp hành đoàn xã dung khỏi có cọp hôm cổng hanh phèo tòn càng cuống luông tăng khùm tẩy hưởng tiên sường bốn chủ ảnh hung liệt sĩ men đoàn thành niên lăm mò khỏi chưa đẩy dệt bưng phân viện nỉ có nhọng ảng cánh le y men vịa dệt cần sẵn cuồng chu viện dệt khổng đoàn tòi ý lo thị thanh bí thư chỉ đoàn bản trà xã Thành An chỉ đoàn mi xếp hốc đoàn viên mỏi tưa đoàn xã búc chưa chùa Hà Phong vịa dệt
lườn dưa lò chu vị dệt cuồng bườn chết ý còn nếu chưa tục nọ chu đoàn viền chôm hạp nọ nản o ý men đoàn viền ké tuổi nhất xưng nằn ý lưng ba tuân uẩn còn cuồng chu hà phong vầy lan nóm ép hiên dệt tòi. Tôi đầy nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã men ý đã men biết đại diện đã bí khỏi đại diện bí thư chi đoàn tăng bản đã men ý đã men quân ké tuổi nhất đã men trướng xưa các bí thư trẻ đã men lao động ở khay đo đờ dọn dẹp đờ tôi càng tan khẩu mưa đờ thắp hương đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đã men phú võ tôi xong giấy hiêm tang. Thầu Đỗ Trọng Quân cài cầu xếp vì nằng thôn đồi cao xã Thành An mèn côn mi cổng các cách mang khẩu nham bườn chết hàng pì chủ đền vì tổ chức ma giảm tham khảo nhôm trường cảnh vẻo tòn hơn rào hở thầu thường thường là 27 tháng 7 với này Tết là mùng năm là hai lần. Thế là thường thường là từ tỉnh có rồi thì nham mử sau chết cằm bườn chết cảnh mử trường trên lang hàng pì chủ cấp chính quyền tại tỉnh họt huyền xã pòm mắt thảm kháo nhôm trường đoàn thành niên mắt choi dừa lao thẳng him hùa hở chưa hơn khỏi. Khay nỉ nặng xã Thành An mi cài xàm xếp côn mi cổng cấp cách mang chua hươn liệt sĩ hàng pì bộp nham mưa thường bình liệt sĩ bàn chấp hành đoàn xã có bài giảm thảm khảo nhôm trường côn hươn liệt sĩ côn mi cổng cấp cách mang chứ chằm cổng khun nhớ luồng khòng chụ ảnh hung liệt sĩ báu tia sằng đụ lượt lay mò bổng kinh bừa nen xuấn đà tư tàng khòng bàn mương nọ nần o đoàn viền thành niên cò ma tròi dừa chú chua hươn liệt sĩ côn mi cổng bò dạ cha dệt nhà xuân tòn tâm hươn rào lung quang vằn phở giữa bàn hong khổng men côn hươn liệt sĩ quang vằn tướng hàng pì lung lưng đầy chú cấp chính quyền đoàn thể ma giảm thảm khảo nhôm trường. Nó mới quà tặng gia đình có công cách mạng đó khỏi cảm ơn chính phủ cảm ơn làng cảm ơn cấp trên vì trương tập thôi vì mà bị uống một thôi ai đó mình cũng là hòa tiến cứ tăng đau thầu cái đúng rồi khai sen. Các bưng vịa dệt phột phòn cuồng bườn chết lan nóm Thành An có vun phân vòng khắp các ủy chính quyền địa phương xưởng bốn chỗ ảnh hung liệt sĩ thường bình bình cánh côn mi cổng cấp cách mạng bưng côn có hôm cổng hanh đụ lượt tuổi nóm khổng chầu bừa hồng xôn trinh giải phóng dân tộc cải nằn có vun phân bọ sòn ngườn lan cách mạng hương sở khổng dần mương hâu hờ chu đoàn viền thành niên bòm nằn nhằn danh luông ba tuân uẩn còn khổng đoàn viền thành niên quảng phòng cấp quỷ hươn bản mương. Chiêng pin hồng hạc sường năm dệt bảng nếu chưa tinh lại dần bay ca sàn tặng thánh bản nam ở đô thị sáng sường ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên có trên cái tảng tảnh chu khung dần rú ha bảy trẻ bẹ sờ bón năm kìn điện rú họt khay lại luông vịa dệt cuồng tình có cửa đầy lang đì có hôm phân cần sẵn khẩu vịa bánh khay luông hù trách nhiệm khổng dần bay cuồng bảy trẻ bẹ sờ bón năm kìn điện rú nàng phòng bản na.
cỏ bền luông quén khơi, khẩu mừ thứ chết chủ nhật hàng tuần, chủ thèo tăng bè ma nằng xã Pòm Lót, huyện Điện Biên, cỏ tọp hôm lại côn phòng phèo tòn. Ngày tế tuyến châu, giàn bay nằng chú khùng dần rú, cỏ pòm nếu chưa cằn, mỏi côn mỏi vỉa, pòm phèo tòn vẹ sờ, càng cuống luông tăng. Khách cử đẩy anh tăng phần công nặng anh đảng ủy ủy ban cấp ba cấp nửa để tăng đoàn thanh niên của pòm cần cấp tăng hội đoàn thể các xã để đặc biệt tăng hội phụ nữ cử tổ chức toàn tâm bản khoáng hơn rào hở mân sạch sẽ và hở mân uấy mun nặng quần bản quần khoáng để tăng thanh niên đó tập trung sở sóng mử để mử thứ chết cấp mử chủ nhật. Thứ chết là tình nguyện để chủ nhật xanh để huy động ở năng phải nhìn cấp thành niên pom cần dệt toàn tâm bản khoáng để cấp hết hơn rào chậu chứ có nó sọ tang nó khẩu bản nó mân uấy hình để hết cả mi phong trào toàn tâm bản khoáng toàn tâm tang thấy đâu cử mân cử pẹ sở ó đỡ đố có mai tới hiếm tăng anh chầu phát quang sẽ đó mắn cử lê hùng càng tăng dần bay bay ma mắn cử ngay bấu tròm to phèo tòn nhích nhửa hừa mun phèo tòn bè sờ càng cuống luông tăng bò mè dần bay nhăng lào thẳng phụ cánh khô đù cỏ mày khèo khút long hồng ló nằm lầy luôn tỉa dệt nỉ lưng để bút chưa dâng hẳn nàng vỉa phèo tòn bản cuống bè sờ cỏ bền luông cạt kiên chư thành viên quần khùng dần rú cắp cằn tạ luông buồn mưng mỏi nham khải quần tổ chức phèo tòn bè sờ bản cuống pòm các bè trẻ bè sờ vẫn nằm kìn tiền rú nàng bản cuống nàng mỏi chu hân chu chu hân dần bay cỏ bồng chờ bản loài nhích nhửa hừa mun tòn hòm nhích nhửa hừa mun mèn tòi nham lưng chơ phèo tòn hơn rào bè sờ cài trên cái luông việt dệt khùng dần rú há quản bè chè bè sờ vẫn nằm kìn tiền rú cỏ trai dừa dàn bay bánh khầy của chờ trách nhiệm tà luông quén khơi cuồng tươi kiền rú dệt dườn nhằn vào bè sờ bón hầm kìn tiền rú nằng bản cuống. Tôi cũng thường xuyên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường ở cơ quan, đoàn thể và xung quanh khu dân phố của mình. Thì cũng thông qua những khỏi lưng chơ chôm hạp chù việt dệt nằng cơ quan, đoàn thể cánh khung dân rú lồng cài chù việt dệt nỉ khỏi hền phía bảy tre bè sờ bón hầm kìn tiền rú lò sốt tì cần sẵn. Lần xưa lò viên nhạt bào bè sờ bón kiền xú cò bè xương hảo hanh khổng phổ côn khỏi cò ha bến khầy hùa chờ lăm mò cánh mỏng cong chia đầy trên báo nếu chưa lại côn pòm chôm hạp dàn cải ma mặt trần tổ quốc chủ cấp tỉnh Điện Biên cò bốc chưa trên báo nếu chưa dàn bay pòm trong hạp bẻ chè bẻ sờ bón năm kìn tiền số pòm căm năm dệt tiểu trí số xếp chết quần tàng tánh bàn nắp mớ cải ngàn có phong phân dệt biến thái lang ngắm tỉa dệt khòng tên cá bản mương quần bẻ chè bẻ sờ bón năm kìn tiền số hoạt động môi trường thì là chúng tôi đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và Hội Phụ nữ thì các chi hội của thôn bản vỉa dệt bẻ chè bẻ sờ bón hầm kìn tiền số xung khỏi cò pòm cấp Mặt trận Tổ quốc Hội Phụ Ninh chu chỉ hội bản na nếu chưa biến hồng phèo tòn càng cuống luông tang khuất long hồng ló nằm lầy bứng lai trùng đoàn viên muôn măng trông hạp.
Nhân dân trong tổ dân phố thì rất nhiệt tình ủng hộ. Một là phát động công tác dọn dần bay cuồng tổ dân phố cò chóng hanh chôm hạp. Nếu chưa cần phèo toàn bè sờ, thoát nhức nhở hờ môn men bón tật bùn, tài luông uốn pa khòng mặt trần xung khỏi. Năm dệt nàng vỉa bày chè bè sờ bón năm kiền đìn số. Phàng phong luông biến thái họt nào phồn nét. Bàn thường trực, ủy bàn mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên có buộc chưa ký kết chương trình bom các sở tài nguyên cánh môi trường. Chủ tổ chức tôn giáo Nồng Quảng Phòng có tặng cánh phúc chưa lâng chơ chủ luông Việt dệt bày chè bè sờ bón hồng kình đền rú nàng cài bắt nâng khùng dần rú. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ cấp tổ chức hội nghị trên báo hở cài sĩ băn tựa côn. Họt khẩy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ cấp nàng quần tỉnh có tăng tánh đầy xếp giảm luông vỉa dệt cấp trầm sao giảm băn hốc hỏi thành tiền trôm hạp. Vầy bến khẩy hùa chờ dần bay quần số năm pe sờ quần đơi kiền rú dê dườn. Đánh đà dê chân kiền đánh ngay. Bàn nếu chưa quỹ vừa quân cả tỉnh, cò cho dừa dệt băn nừng xàm hỏi hơn bảy nọ. Bể đừng năm bẻ, hùng chuông cánh chút phầu nhích nhửa hừa mun. Hùng biêu ga, lo chút phầu nhích nhửa hừa mun. Họt khầy tên cả tỉnh có mấy cài với xếp hạ phân hỏi, chú hơn đầy sủ năm bẻ. Chúng tôi đánh giá chung ấy là các cái mô hình tự quản trong dân cư và trong đó có mô hình bảo vệ môi trường. Xung khỏi nhận danh, chủ luông vỉa dệt há quản quần khung dân số, cánh quần nằn mi luông vỉa dệt, bày chè bè sờ bó năm kiền tiền số nặng chủ khung dân số. Có đầy có tặng cánh dệt vỉa để lang tì, hùa chờ chấp chu khổng dàn bay có đầy lươn khẩn chảnh tre. Lần xưa là chủ đồi háo quản, bẻ chè bẻ sờ bón năm kinh tiền số nặng khung dân số. Cài bưng đồ, sau co tắt tánh đầy quy chế, tổ chức trên cái năm dệt, mọi bườn tươn nưng, khéo toàn bẻ sờ càng cuống lung tang, cánh òm hơn chậu. Từ tến hành bón kinh số nặng bản cuống, lưng cắm khéo bẻ sờ xưa, bẹt cắp con nỉ, chơ hê có tặng chỗ luông tịa dệt. Há quản. Bấu trong to khải quảng luông vỉa dệt khùng dần số há quản bẻ chè bẻ sờ bón năm kiền tiền số mặt trận tổ quốc chủ cấp nhanh thiếu chưa luông xảo hà dệt mớ khánh thì pòm hôm hanh bẻ chè bẻ sờ bón năm kiền tiền số không chu tổ chức thành tiền chu tổ chức cá nhân nằm cuồng phòng. Từ tén hẳn hền lại luông vỉa dệt để lang tì. Nếu chưa để tích lại hồi viền bòm chôm hạp. Vèn xanh lò luông vỉa dệt thành niền ba tuôn uốn cón tình nguyện vừa đơi kiền rú. Chủ nhật khèo khòng đoàn thành niền. Luông vỉa dệt tảng tánh chu hân hạ khổ bấu giảm khổ bẹ khòng hồi liên hiệp phủ nhinh. Chủ thẻo tang bụ trừ kiều chiến bình. Đoàn thanh niên phủ nhinh há bẻ chè khầy đang đầy trên cái năm dệt đằng chu huyền thị thanh phố chu há phong phụ cỏ mày khèo hút long hồng ló nằm lầy toàn hòm nhích nhửa hửa mun dệt sườn nhàn bào bón kiên sú bẹ sờ hàng mở đầy trên cái năm dệt tua quàng quần tanh cá tình từ té nằn có phong phân tà luông biến mớ đồ thị sáng sườn phòng bản na bẻ sờ sáng sườn
té châu té đại tím châu mưa nưng bườn hạ đét lường hưa tòng thèn đầy nghìn ca mương lùm mi xiềng tổ sàng hồng muôn hình xiềng hồng nằn chơ hư nghìn xiềng ón xiềng măn chơ hư nghìn xiềng pe xương đàng ỉn gió muôn mùa xiềng hồng nằn nghìn tòng cải tròm pu nghìn tua phiềng lòng nghìn tòng cuồng khá tán thèn ba phải trắng mi xiềng hồng chở anh xương nằn đê thèn bọ khẽ tinh mết nộc manh rú ca mương lùm khẩn mắt thảm khỏi chòm đẩy nghìn xiềng hồng nưng phăng muôn hình phải trắng mi xiềng hồng muôn xương nằn tinh mết rú và hở khỏi hù đẩy báu cuồng chư lại tảng nộc manh tàu ma le nả cằn hê mi phẩy can nhằn hư tổ tắc kè co va men lụ nê thèn khay trắng nhằn o côn và cốc khẹ lò tổ tắc kè tè va tổ tắc kè cò mi xiềng hồng muôn sưng mặn tinh mết nộc manh cò pòm cằn le mơ sở tổ tắc kè thèn va xin mưng hồng hở khỏi phăng y hồng lèo tắc kè va ăn men xiềng lụ hồng cuồng tinh mết chiêu tàng nộc manh mi côn bầu ướt đầy hùm xúc muôn thèn chắt hồng mấy thèn bút hình vẻ khẩn xiềng hồng mưng trắng xương nằn bên sằng mưng trắng e hồng còn chú côn tắc kè bởi trà báu chiêu thùy hở lụ hồng tưa nưng mớ tựa nỉ chòm nghìn xiềng tắc kè hồng thèn nho tìn thiếp sở xà lăng măn thèn đá màng côn báu hủ chắc quam xương nỉ o bày bón ứn nha đầy rú nặng nỉ tắc kè giản hình lèn lung ma mương lùm bắt rú cuồng thảm đán cò nhăng giản thèn bọ pha khả tài thèn thảm xướp cuồng tinh mết nọc manh mi nà nằng nỉ phở hồng muôn xưa tổ linh và chiêng thèn mũ lụ men tổ hù khẩn có mày cuồng mũ lụ hư tổ chàng nhi lò hồng muôn nhất thèn thảm chàng nhi ma hồng hở khỏi phăng bứng chơ nỉ chàng nhi chẳng nhàng cuồng pưng nộc manh o ma tạc thèn chàng nhi chiêng xú thèn tòi lụ ngắm hư xiềng hồng khòng pưng lụ chẳng phăng đầy nằng ca mương lùm khay thèn khẽ ma lụ cò xỏ hồng hở thèn phăng bứng chơ chàng nhi hồng lèo thèn pe xương hù mưa khoa thèn khẽ khẩn men lèo men xiềng hồng nỉ khỏi đầy nghìn men lèo lụ ma nỉ chấm thèn y chộp nưng thèn trắng thàm lụ dệt xương đầu trắng mi xiềng hồng muôn xương nằn chiêng thèn mũ lụ rú nằng có mày mũ lụ lưng tập tư xiềng hồng khổng trầu hở đầy nghìn bày lắc rú chấm báu phăng xẻ rú lắc hư nghìn chọc hù
giếng hồng khổng lụ, tập tư té nòi trắng đầy sương nặn. Thèn sừng nhồng chàng nhi, chư tàng nộc manh tòm muốn mưng. Hình chàng nhi rú ca mương lùm, mi xiềng hồng muôn, diệt hở thèn sùm trầu. Cánh bom cằn hàm chàng nhi lung ma mương lùm. Từ té năn chàng nhi đầy rú ca tròm pu súng. Vầy xiềng hồng khổng chàng nhi đầy nghiên tòng bày tua lại bón. Khay dài phóng tên ế phùng mũ chầu pi non khay át tu măng theo đó chu rú bản muôn xuân căn sườn lo nê pén rú măng muôn chốm căn tàn hậu co cầm tó bản mẹ nam hòa bó rỗm thành tê đò sai có trái ôi dôm phết phành tôi phú phá đan năm phán ổm chu công này phú này mua đeo đồ hòa mượn phanh mi bó pa mà tê lo là mượn nong mi bó xi măng mượn hàng mi đấm lại trường hãng khổng ca tê lo xung hà ơi biến hướng nhà phu bò nà mà biến hướng xây điều nê hướng khả đăng mẹ bánh mà biến hướng ngồi điều đó biến bản nồi bìa nhớ chốm khay tê đó tang bầy má báo lò hòn quái sướng châu tang luẩn tàu qua chơ khảm ta cháu thành năn nê mỹ khóa đón khóa đành đát sái dài nhựa là đoán tàu qua chứ xe máy má phành nếu nó sai có trái ơi tam hén ưởi chốm nôi khẩn khí xe phay tê ni bay giam pả mướng đói có bọt đều ngái đó bơi nó bay giam nung giam tà mướng quai bó hót điều mư từ tế đằng uân chi sảng tánh là mướng hậu nà bên trái ôi hà ôi đinh thành có chẳng khầy bó chuông lao cả đò quá hông khay bó điền bó năm bày tua hơn dần mướng thành mướng lại nồng lại na táng quảng sứ niên niên tê lò sung hà ơi to hay ai khí xe táng khẩu nó qua tam hành tàu khắm mấy thầy na tê lò
tung thành há báo mộng dương xương pàng châu nhưng tấm khẩu pa chín tùm phén đìn mương téo búa tung thành giáng phường xót hành bên sàng tê đò xúm ơi sơ chương trình quan tay khòng đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên hot nỉ sò răng cón và chia lê lau chương trình mới bị nòng khẩu website dienbientv.vn, Facebook đài phát thanh cánh truyền hình Điện Biên, YouTube đài truyền hình Điện Biên, chung tặng hạc trao bị nòng.